Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Gìn giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi 714-530-2006. Simon Nguyễn giúp giảm nợ tín dụng tới 75%, trả thẳng chủ nợ không qua trung gian văn phòng dịch vụ. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ màn hình của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Thời sự quốc tế cùng với Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Và kính thưa quý vị, trong cuối tuần vừa qua thì đã xảy ra một vụ án mạng làm chấn động cả tiểu bang Alabama thưa quý vị, khi mà có một gia đình 5 người đã bị thảm sát. Và đây là hình ảnh của 5 nạn nhân đó thưa quý vị. Vào hôm thứ Bảy thì cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà ở thành phố Citronelle thuộc tiểu bang Alabama. Ở đây họ tìm thấy 5 xác người đã bị giết hại thưa quý vị, có luôn một cô gái đang mang thai, và nếu mà tính ra là 6 người chứ không phải 5 người. Và vâng, nhưng mà rất may là có một đứa bé khoảng chừng 4 tháng tuổi vẫn được sống sót. Và cảnh sát cho biết là hung khí được sử dụng, trong đó có nhiều loại thưa quý vị, và nhưng mà các nạn nhân chết bởi vì một khẩu súng. Vào chiều cùng ngày hôm đó thì nghi phạm là Derek Dearman thưa quý vị, cư dân của Mississippi, đã tự động bước vào sở cảnh sát và tự thú. Thì theo lời khai của nghi phạm, sự việc xảy ra là vào khoảng 1 giờ sáng hôm thứ Bảy. Bởi vì cô bạn gái của nghi phạm là cô Lanetta Lester đã chạy đến ngôi nhà này, là người quen của cô, để xin tá túc bởi vì cô này muốn trốn tránh những cái trận đòn của nghi phạm. Và gia đình người bạn này đã cho cô vô ở. Và nhưng mà khoảng 1 giờ sáng thì gia đình này đã phải gọi cảnh sát, bởi vì họ nói là đây là Derek Dearman thưa quý vị. Bởi vì họ nói là tên này muốn tìm cách đi vào nhà. Và tổng đài 911 xác nhận là có cuộc gọi đó, cảnh sát đã được điều đến, nhưng mà nghi phạm đã rời đi trước khi mà cảnh sát đến. Nhưng rồi sau đó y đã quay trở lại thưa quý vị, và nhân lúc cả gia đình đi ngủ hết, y bằng cách nào đó đã vào được trong nhà và đã giết hết tất cả 5 người ở trong gia đình này. Tuy nhiên y lại tha mạng cho cô bạn gái của mình và tha mạng cho đứa bé mới 4 tháng tuổi kia. Hiện thì vẫn còn rất nhiều việc đang cần phải điều tra, bởi vì cảnh sát nói là có nhiều nghi vấn cần phải giải quyết thưa quý vị. Những người đàn ông cộc cằn vũ phu nên theo dõi, bởi vì đây là một trong những trường hợp hầu như tất cả những vụ mà hạ sát và giết người hàng loạt đều do những kẻ vũ phu, là khi nổi cơn điên rồi thì khi có hành động không bao giờ kiểm soát được. Thay vì nói chuyện một cách đàng hoàng để tìm người bạn gái của mình thì thay vào đó, tụi bay bảo vệ hả, giết hết luôn. À, bên cạnh đó thưa quý vị, thêm một cái tin buồn nữa, cứ mỗi hàng tuần quý vị đều nghe những cái chuyện mà những cái đứa bé bị mất tích, rồi tuần rồi thì có những cái thi thể của bé gái mất tích từ cả mấy chục năm qua mới tìm thấy. Hôm nay thì bé gái này hôm cuối tuần thưa quý vị, em mới có 5 tuổi thôi, rất là xinh đẹp, Alaina ở tại Minnesota. Em đang sống với bố ở trong quận Cass County, và ngày hôm nay cảnh sát cho biết là họ đã vừa tìm thấy thi thể của Elena do chính một người bạn thân của bố bắt cóc và có thể hãm hiếp rồi giết chết. Sau đó thì chôn xác em trong một bụi rậm khu vực ở ngoại ô Minnesota, một nơi có thể nói rằng là ít người qua lại, và nó giống như là Hollywood vậy đó. Quý vị lái xe đến nơi đó, quý vị sẽ thấy những căn nhà nó nằm trong góc hẻm, rồi đa số là những trang trại. Tên này, kẻ giết người,
Thưa quý vị, đây là hình ảnh của tên giết người có mỗi một bức hình duy nhất được cảnh sát đưa ra mà thôi. Zachary Anderson, cư dân của thành phố Monticello của Minnesota. Mới có 25 tuổi thôi mà mặt quá già. Mình nhìn vào tưởng trên 40 hay 50 tuổi. 25 tuổi thôi quý vị. Và tên này có thể là đã để ý đến bé Ayala từ lâu. Và mới đây, y đã bắt cóc em, lái xe đến 80 dặm đường, cách xa nhà của em 80 dặm đường, sau đó đưa em vào bụi rậm có thể hãm hiếp và giết chết em ở trong đó. Dựa trên những bằng chứng từ nhà của em, cảnh sát phải nói rằng rất là hay. Họ theo dõi dấu vết, họ đến được nơi luôn thưa quý vị. Khi mà họ tiến vào khu rừng theo phần tường trình đó, tiến vào cái khu bụi rậm này, họ đưa con chó đánh hơi tới. Con chó vừa đánh hơi quần áo của em, tức là đánh hơi rồi, thì nó người thấy quần áo của em và từ trong đó, từ ở ngoài đường đẩy vào bên trong và tìm thấy Zachary Anderson. Lúc đó thì cảnh sát mới chặn bắt Anderson và mới hỏi: mày đã chôn xác đứa bé, mày làm gì với đứa bé? Thì Anderson lúc đó theo lời cảnh sát không có chống cự vùng vẫy gì hết đấy, tức là đồng ý bị còng tay và hướng dẫn cảnh sát đến nơi đó. Mà cũng may trong trường hợp này thì tên này đã hoàn toàn hợp tác với cảnh sát, chứ không rất là nhiều trường hợp thì chúng để yên cho đến khi mà cảnh sát có thể tìm thấy thi thể mà thôi. Và nội vụ xảy ra, cảnh sát đang thực hiện cuộc thẩm vấn và cũng như rảo nghiệm tử thi của bé Ayali. Ngày hôm nay thì họ chỉ nói rằng là em bé được tìm thấy đã chết và bị chôn ở trong, chôn vùi trong một góc hẻm của ngoại ô, thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì đa số các trường học đã quay trở lại tự trường hết rồi thưa quý vị. Cho nên bởi thế là những ngày cuối tuần vừa qua đó thì các cô, các cậu sinh viên, đặc biệt là sinh viên của trường đại học đã có những buổi party, phải nói là ăn chơi tới luôn, bến cho luôn, đã luôn. Nên là trước khi đi học là không sợ mưa rơi để mà gọi là chia tay mùa hè. Thế nhưng không phải buổi party nào cũng kết thúc trong vui vẻ, đặc biệt là có sự hiện diện của rượu bia và các chất cấm thưa quý vị. Và có khoảng chừng có đến 3 địa điểm lận, một là ở Fullerton chúng ta, hai là ở San Diego và ba là ở Texas, có 3 án mạng xảy ra thưa quý vị liên quan đến toàn là những buổi party của sinh viên. Thì Thảo Yên xin gửi đến quý vị sự việc đầu tiên xảy ra ở Texas, đó là các cậu thanh niên ở khu vực nội trú của trường đại học Texas A&M University. Họ party nhưng mà sau đó cảnh sát được gọi đến bởi vì có một thiếu niên đã bị overdose và bị bất tỉnh ngay ở trong khu vực nội trú luôn thưa quý vị. Thì cảnh sát lúc mà đưa được cậu thanh niên đó vào bệnh viện thì cậu đã qua đời, và sau đó cảnh sát họ đã bắt giữ 4 người này thưa quý vị, là chủ nhân của khu vực của cái phòng nội trú đó. Và khi mà lục soát cái khu vực nội trú đó thì họ tìm thấy được biết bao nhiêu là thuốc cấm, rồi chất ma túy, rồi cả những cái dụng cụ mà dùng để hít vào trong người nữa thưa quý vị. Thì 4 cậu này hiện đang đối diện với các tội danh như là tàng trữ thuốc cấm. Và rồi quay trở về với Orange County chúng ta thì có một thanh niên là cư dân của Garden Grove vào cuối tuần vừa qua thì cũng tổ chức party, nhưng mà là tổ chức party ở dưới San Diego thưa quý vị. Đây là cái khách sạn mà diễn ra cái vụ party đó. Thì vào khoảng 1 giờ sáng có một cô gái người tham dự của buổi party này, cổ nhất quyết cổ ra về, không muốn ở lại nữa. Thế là chủ nhân của buổi party đó là Jonathan Merkley. Anh này ảnh nhất định là ảnh muốn giữ cô gái ở lại, không muốn cô ra về. Và ảnh định nằng nặc đi theo ra đến parking lot luôn. Nhưng mà cô này cổ nhất quyết cổ leo lên xe, cổ đề máy. Thế là không hiểu lý do vì sao, có lẽ là anh này ảnh quá xỉn rồi. Hay là một là cô gái quá xỉn. Thì anh Jonathan ảnh đã nằm xuống dưới bánh xe của cô này. Nhất định không cho cô đi. Không cho cô đi. Thì bây giờ cảnh sát đang nghi ngờ là có thể là lúc đó cô gái cổ cũng không còn tỉnh lắm. Trong cái khoảng lúc mà cổ đề máy xe thì cổ ngẩn lên, cổ không thấy Jonathan. Đạp xe đi luôn. Vâng.
Thế là cổ nhấn ga, cổ chạy đi luôn. Thì anh này ảnh nằm dưới bánh xe thưa quý vị. Thế là bị chấn thương ngực nghiêm trọng và đã chết ngay tại hiện trường. Và danh tính của cô gái được xác định, nhưng mà đến bây giờ thì cảnh sát nói là họ vẫn chưa bắt cô gái thơ quý vị. Những cái chết vô cùng lãng. Bố mẹ nuôi con cái và anh này có tiền chứ phải không ạ? Bố mẹ cho tiền để tổ chức party, ngày hôm nay đi học lại thì đã bỏ mạng. Trong khi đó thưa quý vị, cũng có thể là một người vừa đi party trở về, thưa quý vị, đã gây tai nạn và khiến cho hai mẹ con thiệt mạng. Hai mẹ con này là cư dân của thành phố Placentia. Placentia nằm ở phía bắc của thành phố Fullerton, thưa quý khán thính giả. Theo bản tin ghi nhận, một người phụ nữ và hai đứa con của bà đã bị một chiếc xe vào tối thứ Bảy qua chạy ngược chiều ủi vào và giết chết cả ba mẹ con. Cảnh sát hôm nay cho biết người phụ nữ tên là Patricia Santiago Ventura, 33 tuổi, gốc châu Mỹ Latin, cùng với hai cô con gái Diana Ledesma, 3 tuổi, và Stephanie Ledesma, 7 tuổi, như quý vị đang nhìn thấy trong hình ảnh. Và đài truyền hình KTLA phỏng vấn những cư dân láng giềng chung quanh. Nội vụ xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 tối, khi người phụ nữ này đưa hai con sau khi tham dự sinh nhật trở về. Trên đường phố thì bị người thanh niên có thể uống rượu lái xe. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết sau khi ủi đụng chết ba mẹ con, người thanh niên này ở lại hiện trường và không lái xe bỏ đi. Nicolas Stephen Munoz, 27 tuổi, cũng là cư dân của Placentia, ngay lập tức bị bắt vì uống rượu lái xe cũng như đã gây tai nạn chết người này. Ba mẹ con chết và quý vị nhìn thấy hình ảnh của các em còn vương vãi ở trên đường. Những vụ uống rượu lái xe trong tuần lễ vừa qua, như bản tin của Thảo Yên trình bày, cho thấy rất nhiều người gây tai nạn. Và không những như thế, một thành viên từng nằm trong ban cố vấn chính trị của một vị thống đốc ở Washington DC cũng đã thiệt mạng khi mà chiếc xe của anh cùng với người bạn gái, hai người đính hôn và dự trù trong vòng sang năm thì sẽ chính thức làm đám cưới, trong lúc mà di chuyển tại thành phố và tiểu bang Long Island trên xa lộ thì một chiếc xe bay từ phía bên kia bay sang bên này và ủi hai chiếc xe khác. Hậu quả là nhiều người thiệt mạng, trong đó có một cố vấn chính trị, phải nói rằng ông của ông Cuomo, thống đốc trong khu vực. Những cái tai nạn cuối tuần qua rất nhiều và sẽ đóng góp thêm cho danh sách của những tai nạn vì uống rượu lái xe. Tuy nhiên, dựa trên bản tin của Thảo Yên vừa qua đó, trong các cuộc party đó, họ nhậu nhẹt, họ có những cái loại thuốc để giúp cho chúng ta vui vẻ hơn nữa đó. Thì cơ quan FDA, cơ quan kiểm tra dược phẩm và thực phẩm, vừa cho biết là họ vừa chuẩn thuận một cái cuộc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng với một cái loại thuốc mà thường xuyên sử dụng trong các tiệc nhậu. Mình có thể tạm gọi đây là những loại thuốc lắc đi, bởi vì uống vào thì mọi người hưng phấn nhảy điên cuồng luôn. Họ nói rằng khi mà uống vào rồi đó, nghe nhạc là không có cách chi mà đứng yên được. Và quý vị thấy những người này nó nhảy khủng khiếp luôn đó, mà không biết mệt. Ngày hôm nay thì FDA nói rằng trong các cuộc thử nghiệm sơ khởi thì họ thấy rằng những người bị trầm cảm nha, buồn, thật là buồn đó, cho uống một viên vôi, tự nhiên hết buồn. Wow. Và rất là tốt để trị những bệnh trầm cảm. Cho nên những quý khán thính giả nào có người thân bị trầm cảm vào thời điểm này có thể nghiên cứu và hỏi bác sĩ xem có thể sử dụng những cái loại thuốc. Ngay bây giờ đã cũng có những cái loại thuốc trị trầm cảm, nhưng mà đa số những người trầm cảm họ không thích uống thuốc. Vâng. Và uống vào đó đôi khi họ vẫn cảm thấy trầm cảm như thường, bởi vì cái tác dụng nó không có mạnh bằng những cái loại thuốc bán ở trên đường phố và trong các bữa tiệc. Biết đâu đó trong tương lai thì chính những cái loại thuốc này lại là những cứu tinh để cứu sống những người bị trầm cảm. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày ngay sau phần quảng cáo. Một người đàn ông Ấn Độ trong tuần qua đã được giải phẫu và lấy ra 40 con dao ở trong bụng. Chuyện này có thật 100% là được CNN tường thuật và trở thành một bản tin chấn động thế giới. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức quý vị.